Sao? Có học hành như vậy đó hả? Rồi cái chức tổng giám đốc của công ty gia đình nhà mình làm sao có thể giao cho những người không có học thức như con? Rồi mặt mũi nào nhìn bà con họ hàng? Rồi lấy tư cách gì mà nói chuyện với nhân viên công ty hả? Ba, cái này con biết rồi. Sao ba nói hoài vậy? Bao nhiêu năm nay nuôi con ăn học, có bắt con phải làm cái gì cực khổ không hả? Mà có mỗi việc học con cũng học không xong. Ba ơi, hồi đó tới giờ ba cũng đâu có học hành gì đâu, ba cũng làm nên cái công ty được mà. Sao ba bắt con học hoài vậy? Mày trả treo hả? Được, hôm nay ông đánh tôi cho ông biết tài sản trong nhà hả? Ghế giám đốc hả? Ông đem xuống dưới ông thủ mà xài đi. Đồ mất dạy, cút ra khỏi nhà tao. Tao không có loại con như mày. Ông khỏi phải thách. Báo, báo, mày không nghe tao hả? Báo, đứng lại nghe tao nói. Này hả? Tôi không tin giữa cái thành phố rộng lớn này không có ông là tôi không sống được. Bàn tay này rồi sẽ làm nên tất cả. Ơi à? Mày nào nằm đây mình mày? Mày biết đây điều bà không nằm đây mày? Ủa, đây là địa bàn của ai vậy mấy anh? Anh nói cho mày nghe, ở đây không phải là địa bàn của ai hết. Ở đây là công viên của nhà nước. Mày là dân đâu tới đây mà nhìn mặt lạ quắc vậy? Mày mới đi bụi đúng không? Mày mới tập tành đi bụi đúng không? Nhìn mày là tao biết rồi. Em đi bụi. Đi bụi gì mặc đồ giống ca sĩ quá mày? Dạ đâu có, này đồ của em á anh. Em đâu phải ca sĩ gì đâu. Thấy đồ bình thường quá thì cho tao mẹ đi. Thôi không được đâu, em đi bụi em có bộ đồ một à. Thôi được rồi, để mà nói về đi bụi á là anh đây. Anh mày là số một trong dàn đi bụi, mày biết không? Anh mày đã xông pha chiến trường hành tẩu giang hồ từ cái thời mà Việt Nam chưa giải phóng tới bây giờ. À, mày thấy ghê không? Những cái thứ mà anh trải qua á, tự một tay anh làm hết. Còn nuôi đàn em út nữa. Nuôi mày nè, mày thấy anh nuôi đàn em anh không? Mày thấy anh nuôi nó bây giờ nó mập hơn anh luôn, mày thấy chưa? Mày ghê, mày thấy anh ghê chưa? Đây tầm bả em út nó cười cho. Nói gì đi bụi hả? Đây thằng này đây. Anh mày đi bụi từ cái lúc mà còn bên chiến trường B kìa. Cái thời mà anh gặp thằng em này ở trong cái nạn đói năm 1945 á, xong anh thấy thương, anh mới dắt nó về anh nuôi nó. Anh nhìn đói nhìn khát nuôi nó từng ngày. Nè, bữa nay lớn lên đẹp trai anh luôn. Nhiều khi anh thấy anh nể anh luôn mà. Mà nói thì nói, giỡn với mày chút xíu cho vui thôi chứ sao mày đi bụi vậy? Thì tại gia đình em á, có ba em, ông cứ suốt ngày ông bắt em học hành, chửi bới trên đầu trên cổ em không à. Em quạo quá, em bỏ đi luôn. Đúng rồi, cha mẹ mà không hiểu con cái của mình thì gặp tao tao đi bỏ nhà đi mẹ cho rồi. Chắc mày học ngu lắm gì ông mới chửi mày đúng không? Mà thôi, anh thì anh thấy mấy cảnh này anh chịu không được, tại vì anh đã từng trải qua mấy cái này rồi, cho nên anh thấy mày cũng tội. Thôi bây giờ theo tụi anh về ở với tụi anh đi, rồi có gì ăn nấy, đúng không? Có chán cháo có cơm ăn cơm, rồi anh em nương tựa nhau mà sống. Tại vì anh thấy mày vậy may mắn lắm mới gặp tụi anh á, gặp tụi khác xấu là nó lừa đảo mày rồi, mày hiểu không? Dạ, mà sao mấy anh tốt với em quá à? Vậy mà hả, ông già của em á, ở nhà suốt ngày ông nói là mày ra đường hả không bao giờ sống được đâu con, ở ngoài á toàn là lừa lọc gian lận, hở một cái á lấy hết đồ của mình. Ông già mà chưa trải sự đời, anh gặp mấy người như mày á anh thương lắm. Tụi anh ngày xưa không có gì trong tay hết á thì cũng như mày bây giờ vậy thôi, thì có gì á theo tụi anh đi, tụi anh nuôi cho. Thấy mày tụi anh thương lắm á, bởi vì á mày cứ đi theo hai anh mày đi. Dạ vậy okay. Mình ở đâu hai anh? À quên giới thiệu mày đây. Hai tụi anh ở khu biệt thự bên này mày thấy không? Ồ, mấy anh ở bên khu biệt thự luôn hả? Ừ. Trời ơi, vậy mà hôm qua giờ em ngủ ngoài đường thì khó chịu muốn chết. Hên quá bữa nay gặp được tụi anh. Đi về đi tụi anh. May mắn quá gặp được hai anh. Đi trước đi. Dạ. Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo
nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Tới hả? Ủa, biệt thự gì không có phòng ốc gì hết trơn vậy anh? Ai nói mày biệt thự? Hồi nãy tao nói á là ở khu biệt thự là cái biệt thự to to, giờ tao chỉ cho mày về thấy lợi vô đây nè. Đi bự ở biệt thự đâu ra mày? Vậy mà em tưởng đâu. Không lẽ nó kêu mày đi ăn cứt rồi mày cũng ăn luôn hay gì? Vậy rồi bình thường mấy anh làm gì sống vậy? Đi bụi mà làm nhiều nghề lắm. Nhưng mà cái thu nhập chính của hai tụi anh là đi nhận show. Đi nhận show? Rồi, tụi anh chạy show luôn á hả? Sao mà tụi anh hát bolero hay remix vậy? Mày mốt cho em đi theo với đi. Em cũng biết hát nữa nè. Được mà làm câu tụi tao nghe thử nè. Được. Ngàn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình ngày đó yêu nhau. Cái gì mẹ đây mày ơi? Không chơi bolero, nghe hip hop thôi. Nhưng mà mày biết ngày chính của tao làm gì không? Dạ gì anh? Tụi tao đi chém lộn đó. Đi chém không? Lộn á? Ừ. Cái gì đâu, buổi đời mà. Làm gì ai thuê gì làm đó, chứ có ăn học hành như người ta đàng hoàng đâu mà đi làm này làm kia, sinh sống qua ngày, có tiền là được à? Trời ơi, tính ra nguy hiểm quá à. Rồi vậy thì mỗi lần chém, tụi anh được nhiêu tiền? Mỗi xô chém lộn mà tụi anh nhận được mỗi thằng 120 ngàn. Bông băng, thuốc đỏ, oxy già này nọ, tự túc. May là tụi tao làm thợ chém á nha, chứ còn mấy đứa mới vô nghề phụ chém là chỉ có đem 40 ngàn thôi. Trời, chém lộn mà cũng có thợ chính thợ phụ nữa hả? Sao không có mày? Biết hai tụi anh là dạng là ngôi sao trong làng chém lộn này nữa không? Là có nghĩa là ai á mà chém lâu năm á là đi cầm đầu mấy thằng kia gọi là thợ chính. Còn mấy thằng mà như mày mới vô á gọi là thợ phụ là đi theo sau thôi. Rồi lâu ngày á mày chém lâu lên á là mày sẽ cầm đầu lại mấy thằng kia. Lúc đó mày sẽ thành ngôi sao chém lộn. Ồ, giờ em mới biết á là chém lộn cũng phải có thâm niên nữa. Sao mày? Nhưng mà cũng khổ lắm mày ơi. Nghề nào cũng vậy mà. Nhiều khi mình đi chém lộn á, rồi tới á, khách hàng nó trốn mất tiêu. Lúc đó người ta trả cho 15 ngàn xăng chạy về. Coi như bữa đó là mình bể xô. Anh xui mà. Mà thôi, nói đi vô ngủ rồi mai anh dắt đi kiếm việc làm nè. Giờ mới chiều mà sao đi ngủ rồi anh? Thôi, bữa đời ngày ăn hai bữa thôi. Ngủ sớm cho qua cơn đói em trai à. Vô đi, tắm rửa ngủ nghỉ. Mai làm. Tắm đi xong mặc cái áo này vô ngủ. Còn khác không vậy? Mặc vô cái áo khác thì đi bùi mà đòi hỏi lắm á. Kiến quá rồi. Sài Gòn đất lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La 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 la. Tiếng cười cùng gió chăn hoa niềm vui say sưa. Ủa mấy anh tập dưỡng sinh hả? Bậy. Này gọi là cái vỏ này chỉ có hai thằng anh là độc quyền thôi. Mày thấy đừng có chửi ai nha mày. Này là cơm áo gạo tiền không á. Dạ mốt mấy anh chỉ cho em với nha. Ừ. Biết rồi, cứ nghe lời tụi anh đi. Rồi mai mốt tụi anh chỉ cho. Dạ. Ừ. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm mà anh đầu tư cho mày nè. Cố gắng mà làm việc siêng năng vô nha. Ngày đầu tiên đi bán vé số hả anh? Ừ. Cái số chém lộn không phải ngày nào cũng có. Lại tập bán vé số đi. Mai mốt có phụ chém mà anh dắt em theo. Để như tụi anh cho quen, hiểu không? Làm xiên là được. Dạ. Thôi để em cố gắng vậy. Em đi vậy. Làm xiên là anh thương à. Ê. Dạ. Không có được. Bán vé số mà mặc bộ đồ này đâu có được đâu. Chứ em có một bộ đồ duy nhất là em mặc gì giờ anh? Đây, anh có chuẩn bị cho mày đây nè. Mặc bộ này vô. Bộ đồ này là anh tâm đắc lắm nha mày. Anh mua để mặc tết mà anh thương mày lắm anh mới đưa mày mặc à. Hay vô đi đi bán cái số người ta mới thương người ta mua. Phải mặc này đi bán hả anh? Ừ, chứ mặc cái này người ta tưởng công tử người ta sao ta mua được. Ừ. Cứ nghe lời anh đi, chăm chỉ vô. Cởi bộ đồ kia ra thay bộ đồ này vô đi. À, bộ đồ này của em quý lắm á. Biết rồi. Mày lo xa quá. Dạ em biết rồi, để em vô thay đồ. Ừ. Nhớ là phải chăm chỉ nha em trai. Dạ. Tập tiếp thôi. Lâu ha. Lâu quá tao không bên. Lên gì đi. Lên gì à? Lên gì đi. Thả tim á. Thả tim á. Vậy là dạng như cho nó thấy thương thương nó khó quýnh đi. Thêm vòng nữa. Vòng rưỡi.
ha. À, cái mặt làm sao, thần thái lên. Anh ơi, mua giùm em tờ giấy số nha anh. Sáng giờ em chưa bán được tờ nào luôn. Mua giùm em đi mà. Anh trai ơi, anh mua giùm em tờ giấy số nha anh. Sáng giờ bán được không? Dạ, sáng giờ em chưa bán được tờ nào hết. Em còn nguyên cọc luôn nè. À, vậy bán tiếp đi. Giải vậy đó. Đồ đồ ra mạng. Cái mạng gì mà dính con anh thì ghê rồi đây. Anh ơi, anh mua giùm em tờ giấy số nha anh. Không, anh giàu rồi. Dạ, anh giàu thì bởi vậy anh mới mua giúp giùm cho em nè anh. Bây giờ anh đã có đầy đủ hết tất cả rồi. Có nhà, có xe rồi. Anh rất là sợ trúng số. Trúng số nhiều tiền quá là anh bị đau tim, em hiểu không? Anh lên cơn đau tim anh không chịu nổi. Ờ, dạ. Đi. Dạ, chắc em cũng hiểu anh rồi. Sao không em ơi? Sao không? Đi anh. Đi xe. Đi đâu anh? Mua giùm em giấy số đi anh. Anh ơi. Đừng đáp anh nữa. Mua giùm em giấy số đi anh. Từ sáng giờ em chưa bán được tờ nào hết. Có tiền mua được không? Có cái này nè. Mua hết cộng giấy số mày được luôn á. Là cái gì vậy anh? Anh giỡn hoài à. Thì cái này mắc hơn tiền nữa đó. Nhưng mà em cần tiền để em mua đồ ăn. Em bán giấy số mà, chứ em không cần khẩu trang đâu. Bây giờ tao còn cái này nè. Mày bán hay không? Rồi, anh ơi, anh bị sao vậy anh? Rồi, anh đang à, hôm nay hai thằng anh đi làm, gặp lại cái tụi mà hôm trước tụi anh chém á, giờ tụi nó ra thù. Mà tụi anh hai thằng đâu có đủ sức đâu em. À, tụi nó không những đánh đập tụi tao mà nó còn hiếp dâm. Không, hiếp đáp tụi tao nữa. Bao nhiêu cô gái trong nhà nó cướp bóc đập phá hết rồi. Trời, ủa nhà mình có gì đâu cướp hả anh? Đúng là nhà mình không có gì, mà nó vô nó lục nó thấy bộ đồ quý của mày á. Nó vô nó lấy đi rồi mà hai thằng anh liều mạng để cướp lại mà không được. Tụi anh lực bất tòng tâm mà. Trời ơi, mà sẽ có bộ đồ kỷ niệm mất luôn à. Anh biết đó là của quý của mày. Tôi đã cố gắng giành lại nó hết sức nhưng mà no. Trời ơi, thôi, được rồi. Bây giờ tụi anh lo vết thương của tụi anh trước đi đã. Đồ mình mất mình có thể kiếm lại được mà. Tụi anh mà có mệnh hệ gì á, em biết phải làm sao hả? À, thôi vậy đi. Nó cho nhanh rồi nãy giờ. Ủa, hai anh khỏe hả? Sao nhanh vậy? Tại động lực cuộc sống mà em. Cái tình cảm của anh em hỏi hai cái là tự nhiên bao nhiêu đau đớn nó tan biến hết trơn ạ. Bao, anh nói em nghe. Quần áo mất á, đồ đạc mất á thì mình có thể mua lại được mà. Nhưng quan trọng nhất là sức khỏe. Có sức khỏe là mình phải làm có tiền. Có tiền thì mình sẽ mua được quần áo. Không những một bộ mà có 10 bộ á thì tụi anh vẫn mua cho em được đó bao. Đúng rồi, nó nói đúng rồi. Dạ. Ủa mà nay đi làm ngày đầu tiên sao rồi, được nhiêu tiền đâu đinh coi coi. Bữa nay em bán được có mấy chục à. Tại vì bữa đầu tiên đi làm á, em không dám mời. Được coi. Thôi, thứ việc gì là được rồi. Vô coi nghỉ ngơi đi. Được rồi, thôi vô nghỉ ngơi đi. Hai anh có sao không vậy? Máu me tùm lum kìa. Sao đâu mẹ, ba cái đồ này ngọt liệm ông. Thôi vô ngủ đi. Bao nhiêu năm nay nuôi con ăn học, có bắt con phải làm cái gì cực khổ không hả? Mà có mỗi việc học, con cũng học không xong. Rồi mặt mũi nào nhìn bà con họ hàng?
rồi lấy tư cách gì mà nói chuyện với nhân viên công ty hả? Gì vậy anh? Sao giờ này em chưa ngủ vậy? Cố gắng ngủ sớm đi chứ hả? Em đói bụng nên em khó ngủ. Nghe lời anh, ngủ sớm đi. Anh biết rồi, thôi anh ngủ đi. Ngủ rồi nha. Sột sột vậy anh? Ở đâu sột sột, em mũi nó cắn anh đó, anh nó gãi sột sột á mà. Ôi gãi gì nghe lớn dữ hả? Ở đây mũi nhiều lắm thôi, em ngủ đi, sáng không dậy đi làm không nổi á. Ngủ anh rồi. Anh Đạt ơi. Hả? Em nghe cái mùi gì nó thơm thơm ở đây nè. Quen lắm á, mùi bánh mì phá lấu á anh. Tao mất địch á, mùi phá lấu thì đối với mình sẵn hả mày? Ngủ ơi. Kỳ vậy em nghe rõ ràng mà ta. Thôi chắc tại em đói quá, em tưởng tượng rồi. Em ngủ nữa à. Ngủ ngon à. Thằng kia, tiền bạc buôn bán đồ nó đâu sao không chia đi chứ hả? Thì ba cái đồ được nhiêu đâu, được có 3-5 ngàn à. Thiệt không? Thiệt mà. Quần áo nó thì rẻ rẻ không nói, nhưng mà đôi giày nó hàng xịn nè. Xưa tao dân đến giày mà. Thì mấy cái đồ được nhiêu đâu, được có 1.4 triệu à. Biết tính tao, hồi giờ tao có nói xạo mày làm cái gì? Tao biết tính mày, tao mới hỏi mày đó. Nói thiệt luôn là được 2.750.000 á. Tao không em đồng nào luôn á. Thôi chia chia mẹ đi, lẹ đi. Anh làm gì ở đây vậy? Tại vì ngày mai anh có cái show chém lộn nên là anh lo lắng một tí. Còn anh thì cảm thấy là mất cái bộ đồ của mày anh áy náy quá. Muốn ngồi suy nghĩ chút mà. Trời ơi, đồ mất rồi thì thôi đi anh, suy nghĩ gì nữa. Quan trọng á, lo cho sức khỏe của hai anh nha. Biết rồi, thôi em vô ngủ trước đi, rồi lát nữa anh vô ngủ xong. Giờ em ngủ tê, em buồn ngủ quá trời. Anh ngồi suy nghĩ chút xíu nữa. Ăn xong á, rồi đi chém lộn với anh. Không có sao đâu. Rồi chém lộn mà. Từ nhỏ tới giờ em có biết chém ai đâu. Không có gì đâu mà lo. Cứ đi với tụi anh, mày thấy tụi anh chém thằng nào là mày nhảy vô mày chém thằng đó. Yên tâm không sao hết. Từ từ cũng quen thôi à. Anh có sức lát bị chém. Đi chém. Ôi được không nhờ. Cái gì tụi anh phải coi em nha. Chuyện em không biết gì đâu á. Cứ mày cứ bình tĩnh, bình thường là được. Tụi mình là anh em mà, sống chết cả nhau trước sau như một, phải không? Đúng rồi. Đúng không Đạt? Tụi mình là đã là anh em thân với nhau, khó khăn mình phải có nhau, đừng hơn thua và đừng nghĩ gì sẽ mai hôm nay để rồi mất nhau. Tới nơi rồi đó. Má đâu? Em. Mày làm cái gì vậy? Em sợ. Sợ cái gì? Dăm ba thằng này mày sợ cái gì? Mày nên nhớ, phía sau mày luôn có hai thằng anh. Ừ. Bởi vì tụi mình là
đã là anh em thân với nhau, khó khăn mình phải có nhau. Tốt, được rồi, trời đó. Lên. Mấy anh về hả? Bữa nay mấy anh lại bị người ta đánh nữa hả? Chuyện này xảy ra thường ngày mà. Quen rồi. Nhắc mày nhớ, sao sẽ nhận sổ chém lộn của người ta rồi bỏ về vậy hả? Em sợ, em không có dám chém mày nữa đâu. Sợ cái gì mà sợ? Mày biết làm vậy là mất uy tín tụi anh lắm không báo. Mỗi lần nhận sổ có 120 ngàn à, mà sáng hai tụi anh phải đền cho người ta 300 ngàn á. Cái luật giang hồ nó là vậy mày hiểu không? Bụi đời là không chừa cho mấy cái chỗ thằng làm biếng em đâu. Hôm nay á, tụi anh cho mày nhịn đói để phạt mày á, vì cái tội đó. Dạ. Trời ơi, cái gì vậy? Ủa gì mà bỏ ớt không gì hả? Sao mà ăn được? Anh, em ăn ớt được nè. Đâu có cái ổ ớt của tôi á, nè. Tôi thích ăn ớt mà, ăn cay hát hay. Tôi ăn cay nó nhây vậy. À. Trời ơi, cái gì vậy? Ủa mì gì bỏ chả không gì hả? Anh, em ăn chả được nè. Anh để cho em ăn cho, nha. Chả nhiều ngon muốn chết à, tôi ăn được. Quay. Ừ, ăn đi. Chọc dỗ mày thôi chứ không lẽ hai thằng anh ngồi ăn mà để mày nhìn vậy. Cảm ơn hai anh. Nói thì nói vậy thôi. Về đây ở. Coi như anh em trong nhà rồi. Ai để mà đói được. Mà lần sau không có bỏ xô vậy nữa nha báo. Dạ em biết rồi. Hôm nay bà ớt hơi lố vậy á. Ừ, ăn cay được mà kỳ vậy. Ơi Đạt, mày coi thử, mày nhìn phải con báo sao tao thấy giống nó quá mày. Nó chứ ai nữa. Mày đọc cái chữ gì đi. Mày tìm người thân, đẹp trai da trắng, mặt ngơ ngơ. Mặt ngu. À mặt ngu. Ừ. Bỏ nhà đi mấy ngày rồi chưa về nè. Cha mẹ nhớ con lắm gì nè. Ơi, sao thấy giống nó lắm à. Chơi gì nữa, biết phải không sao diễn sâu quá vậy. Đúng rồi, là em đó. Bữa giờ ba mẹ em đi kiếm em, mẹ em không có biết. Em cứ tưởng đâu để em bỏ nhà đi bụi, không ai quan tâm em nữa. Hai anh à. Cậu đói bụng rồi hả? Anh nói còn gói mì tôm mình ăn sống đi đỡ đi. Em muốn đi về nhà. Tự nhiên giờ em nhớ ba mẹ em quá. Đúng rồi. Anh nghĩ là mày nên đi về nhà đi. Mày thân phận công tử mà, đi bụi đời với tụi tao á, khổ cực lắm, chịu không có nổi đâu. Có gì ngày mai á, anh đưa mày về. Đạt nó nói đúng á. Thôi mai em về đi. Tại vì tụi anh thì nhỏ lớn giờ khổ cực quen rồi, không cha không mẹ nên là sống lông bông đây đó, tét là nó quen. Còn mày có cha có mẹ đàng hoàng, sống sung sướng không chịu đi như tụi anh làm gì cho khổ. Ngày mai Đạt đưa nó về nha Đạt. Ủa, anh không đi chung với em hả? Anh thì anh cũng suy nghĩ kỹ rồi. Ngày mai anh đi xin việc làm, anh cũng phải hoàn lương thôi. Anh phải tìm lại chính mình. Chứ anh thấy tương lai kiểu này cũng không ổn. Mà nói gì thì nói chứ mày về đó, khi nào nhớ tụi anh thì cứ qua đây mà thăm tụi anh. Qua đây chơi với tụi anh cho vui. Dù gì á, tụi mình cũng là đã là anh em thân với nhau, khó khăn mình phải có nhau. Đừng hơn thua và đừng nghĩ suy xem ai hơn ai để rồi mất nhau. Yeah. Yeah. Thank you.
Ồ. Ba. Ba ơi, con biết lỗi rồi. Ba cho con xin lỗi nha ba. Không có gì đâu con, một phần đó cũng là lỗi tại ba. Ba nóng nảy quá. À, thấy hai trẻ con vui vẻ vậy á, thật sự là con cũng thấy vui trong lòng. Nhìn cứ như trong phim vậy đó. Cảm ơn con những ngày qua đã cứu ba em nó. Thật ra em nó cũng còn khờ lắm. Dạ nó khờ lắm bác. Bởi vì hai anh em tụi con thương nó lắm. Anh em ngoài đường đói khổ á, có gì anh em tụi con cũng đùm bọc với nhau. Gia đình rất cảm ơn con. Thật sự ra những ngày qua nếu nó có chuyện gì thì bác cũng sẽ hối hận lắm. À, ba ơi, hay là ba cho ảnh về làm chung với gia đình mình đi ba. Con muốn gì cũng được hết á, nhưng mà không biết sắp xếp làm sao để cho hợp lý. Anh bạn của con á, anh thích nuôi cá lắm. Ba cho ảnh về coi trang trại cá ở nhà mình đi ba. Ừ, nếu mà con không chê thì có thể về làm cùng ở nhà. Anh, về đi, về với mẹ nè, đừng có đi đâm chém nữa, được lắm. À, nếu mà được bác chiếu cố vậy thì con xin hứa với bác là con xin về làm với bác. Giờ con hứa để từ bỏ cái cuộc đời của mình nữa. Thù hận đời chia ly tình ta, nhưng thề quyết vẫn không nói rời. Một lòng ta hiên ngang kề vai bên nhau, xóa tan ngàn trùng sóng gió. Tuy người rừng không chung dòng máu, ta cùng nhau chém cây ấm lòng. Xin nguyện thề ngàn sau có nhau, tình tri kỷ ta mãi luôn bền lâu. Thù hận đời chia ly tình ta, nhưng thề quyết vẫn không đổi rời. Một lòng ta hiên ngàn kề vai bên nhau, xóa tan ngàn trùng sóng gió. Tuy người rừng không chung dòng máu, ta cùng nhau chém cây ấm lòng. Xin nguyện thề ngàn sau có